có 2000 lẻ cho anh xin. Không, anh không có đi. Không có, tại anh nghĩ là chỗ đó không có dọn rồi. Đâu, anh nghĩ là chỗ đó không có dọn rồi. Không có dọn chỗ tôi cua. Hôm nay như bình thường anh cũng uống cua mà. Không có dọn ghế là chỗ bắp nướng của cô ba Tây Thi. Đó, các bạn rất là sáng luôn nè cả nhà. Thời tiết chưa, tối hôm nay đang đổ mưa rồi. Vừa mới đổ mưa lấm tấm và giọt mưa rồi cả nhà ơi. Đây, cô ba đang mang bắp, đang làm những ly ly bắp rất là ngon để bán cho mọi người. Một ly bắp rất là thơm ngon luôn nha anh chị ơi. Giờ có trái xíu và lạc thưởng và có ruốc nữa mà hành nhân rất là thơm ngon luôn. Dạ đây là có khăn ngon nha nha. Chị ơi chị ăn ngon như lại cái thường hỏi chung với chị. Giờ có chị ổn mừng. Bóng ơi nha chị. Thánh ơi kênh nào nhỉ Thánh. Cậu ấm Tây Sơn nha bạn. Cậu ấm Tây Sơn. Thơm quá cô ba, nước hoa cũng hoa thơm quá. Đứng cái cô ba gì tôi thấy. Đây cô ba mặc áo dài màu xanh nha cả nhà. Cô Sa ơi, cô ba nước hoa thơm quá trời luôn. Cô ba sắc bắp rất là chuyên nghiệp luôn. Rất là nhanh. Đây bắp của em hả? Đây bắp nướng cô ba chị. Đây là những chị, quả bắp đã nướng rồi nha. Đó chị, em có dán trên đó đó. Chín rồi nha. Cảm ơn nha. Cô ba sắc được hoa thơm. Đây có nồi mỡ hành rất là thơm ngon các bạn nha. Mỡ hành đậu ăn. Đến nó mời giúp em đi cô chú anh chị cả nhà ơi. Anh chị đến 71-75 của bắp kem phường 10 quận 11 ngồi cho hai chị em của em nghe bắp nướng cho lại xích khuôn nghe cô chú anh chị ơi. Ăn mỡ hành với lại nó kéo lạc nữ với ruốc là 20.000. Mỡ hành với ruốc không là 20.000 luôn anh chị. 12.000 thôi. Lộn. 2.000 một ly. Dạ. Tên anh tên gì anh? Dạ, cậu ấm Tây Sơn. Dạ. Cậu ấm Tây Sơn. Cậu ấm bé Sơn. Tây Sơn. Cậu ấm Tây Sơn. Dạ. Chào cả nhà cô chú anh chị cậu ấm Tây Sơn nha. Anh chị ơi, có video và chia sẻ video lại ủng hộ giúp em coi như là cũng như là chia sẻ giúp cho anh cậu ấm Tây Sơn đi anh chị nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn nha. Để lại một cái like và chia sẻ video hỏi giúp cho anh. Này mỗi ly chè bơ nha, mỗi ly bắp như thế này là 12.000 hả? Dạ, một ly bắp như vậy là 12.000 anh ơi. À, rất là ngon, thơm. Này có mỡ hành nè. Có xíu lạc xưởng. Này xa xíu lạc xưởng nè cả nhà. Rất là ngon. Đến 71-75 của bách kim vừa 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 giúp em đi cô chú anh chị cả nhà ơi. Cổng Tây Sơn. Chia sẻ và subscribe để lại một like giúp cho anh Cổ ấm Tây Sơn nha anh chị ruột. Cảm ơn cô chú anh chị ruột quan tâm và luôn theo dõi Cổ ấm Tây Sơn. Lần đầu tiên Cổ ấm Tây Sơn ghé ra chỗ của cô ba luôn. Có cách ghé mua bắp nha. Wow, đây có xe súp cua rất là ngon luôn cả nhà. Súp cua Đông Thi. À, bắp nướng Tây Thi rất là đẹp luôn. Ở trên đây có hình của Đông Thi và Tây Thi nè. Mặc áo dài màu đỏ. Cả nhà thấy Đông Thi rất là xinh nha. Tới giờ có khách mở hàng nhiều chưa Đông Thi? Tới giờ có khách mở hàng nhiều chưa? Dạ, em cũng mua lai gai anh. À, lai gai. Rất là tươi nha. Giọng anh Khánh tươi rất là ngon luôn nha anh chị của. Này là xe súp cua đúng không? Dạ, súp cua có trứng cút nè. Bò dầu viên rất là bự nè. Wow. Có gà rất là nhiều luôn, gà xé rất là nhiều luôn nha anh ơi. Rất là ngon. Rất là nóng luôn cả nhà. Anh chị ơi, đến mà em làm 71 bắp kem uống họ súp cua và bắp nướng giúp cho mấy chị em con nghe con nướng vậy. À, đó, đồng tình. Nó còn rất là nhiều. Này là hồng dịch Bách Thảo luôn. À, hồng dịch Bách Thảo. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.
là ngon luôn. Vịt Bách Thảo lần đầu tiên mình vô mình mới thấy cái này. Cảm ơn cả nhà của con Tây Sơn. Dạ cậu ấm Tây Sơn. Dạ. Cậu ấm Tây Sơn. Cậu ấm Tây Sơn. Dạ cô chú anh chị ơi, cho con chúc cô chú anh chị xem cơm của anh cậu ấm Tây Sơn thật là vui vẻ nha. Cô chú anh chị ơi, xe đây mà đăng ký cho anh mời cho anh một like luôn cho chú anh chị. Cảm ơn hai chị em con ghé đến ủng hộ giúp cho hai chị em con 71-75 ủng hộ giúp cho hai chị em con đi cô chú anh chị ơi. Để cho hai chị em con có nhiều. Thì đó phải xin. Để đi làm gì? À, cô ba Tây Thi đang bán bắp, có một xe ô tô ghé để mua bắp nha cả nhà.